Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp dạy học hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy tiếp tục biến đổi đơn giản biểu thức chia căn bậc 2, phần luyện tập. Chúng ta rút gọn biểu thức và dùng máy tính Casio FX580 VNX để hỗ trợ giải bài tập. Bài số 2, chúng ta rút gọn một biểu thức A là tổng của hai căn bậc 2 như các em nhìn thấy trên màn hình. Để giải bài tập này thì thầy sẽ biến đổi từng cái hàng tử một để cho nó đơn giản. Chứ thầy không viết gộp một lúc. Bây giờ thầy đặt A bằng M cộng với N. Chúng ta giải như sau. Trước hết, chúng ta đặt M bằng biểu thức căn thứ nhất. Bây giờ, biểu thức trong căn, chúng ta sẽ biến đổi như sau. Chúng ta trục căn thức ở mẫu số. Các em lưu ý rằng trục căn thức ở mẫu số, trong này mẫu là 2 nhân căn bậc 2 của 3 cộng 1. Thì trục căn thức ở mẫu có nghĩa là tử chúng ta nhân với biểu thức ở phía dưới chỉ khác dấu trừ. Và mẫu thì chúng ta bình phương từng hàng tử rồi trừ cho nhau. Bây giờ ta biến đổi tiếp bằng căn bậc 2. Tử là 3 nhân với căn bậc 2 của 3 trừ 4. Nhân với biểu thức liên hợp của mẫu. Tức là 2 nhân với căn bậc 2 của 3 trừ cho 1. Trên bình phương của 2 nhân căn bậc 2 của 3 là 4 nhân 3 là 12 trừ cho 1. Bằng. Ở tử, thầy nhân như sau. Thầy nhân số bị trừ với số bị trừ. Thầy nhân số trừ với số trừ. Sau đó thầy nhân chéo. Thì cộng lại. Bây giờ thầy nhân. 3 nhân căn bậc 2 của 3 nhân với 2 nhân căn bậc 2 của 3 là bằng 6 nhân 3 là 18. Cộng với trừ 4 nhân với trừ 1 là cộng với 4 là bằng 22. Bây giờ thầy nhân chéo. 3 nhân căn bậc 2 của 3 nhân với âm 1 là âm 3 nhân căn bậc 2 của 3. Cộng tiếp âm 4 nhân với 2 căn bậc 2 của 3 là cộng với âm 8 nhân căn bậc 2 của 3 bằng âm 11 nhân với căn bậc 2 của 3, tất cả chia cho 11. Các em thấy các hàng tử ở tử chia hết cho 11, cho đó kết quả sẽ bằng. Căn bậc 2 của 22 chia 11 thì bằng 2. Âm 11 nhân căn bậc 2 của 3 chia 11 là bằng trừ căn bậc 2 của 3. Như vậy là biểu thức M chúng ta rút gọn. Đến đó là chúng ta không biến đổi nữa. Chúng ta đặt tiếp N bằng biểu thức thứ 2. Bây giờ chúng ta biến đổi biểu thức thứ 2 này cũng tương tự như biến đổi biểu thức ở trên kia. Bằng tiếp căn bậc 2 tử căn bậc 2 của 3 cộng 4 nhân với biểu thức liên hợp của mẫu, tức là chỉ khác với dấu ở phép tính ở dưới là trừ thì mình nhân với cộng, tức là nhân với 5 cộng với 2 căn bậc 2 của 3. Trên cho bình phương của 5 là 25 trừ cho biểu thức bình phương thứ 2 là 2 nhân căn bậc 2 của 3 thì được là 12. Như vậy chúng ta chỉ cần làm phép tính ở tử. Còn mẫu là bằng 13 rồi. Tiếp tục bằng. Bây giờ thầy nhân ở tử như sau. Căn bậc 2 của 3 mà nhân với 2. Nhân với căn bậc 2 của 3 là chúng ta được 6. 4 nhân 5 là 20. Cộng với 20 thì chúng ta được 26. Bây giờ thầy nhân chéo. 5 nhân căn bậc 2 của 3 mà cộng với 8 nhân căn bậc 2 của 3 là được 13 nhân căn bậc 2 của 3, tất cả chia cho 13. Chúng ta chia tử cho mẫu thì chúng ta được 26 chia 13 được 2. 13 nhân căn bậc 2 của 3 chia cho 13 thì được căn bậc 2 của 3. Như vậy cuối cùng chúng ta đã biến đổi A về tổng của hai biểu thức chia căn.
Bây giờ tính A có hai cách tính. Tuy nhiên thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cách tính rất đơn giản. Trước hết các em phải nhận xét là biểu thức trong căn thứ nhất và trong căn thứ hai là hai biểu thức liên hợp. Và A này là một số dương, cho nên chúng ta đi bình phương hay về để chúng ta tính A bình phương. Sau đó chúng ta thực hiện phép khai căn lại lấy giá trị dương thì chúng ta sẽ được giá trị của A. Vì A dương nên bình phương hai vế ta được. Bây giờ thấy bình phương vế trái là A bình phương. Vế phải là bình phương của một tổng. Bình phương của biểu thức thứ nhất là mất căn, ta được 2 trừ căn bậc 2 của 3. Cộng với hai lần tích của hai biểu thức căn này, hai biểu thức căn này chúng ta viết vào dãy số căn theo tính chất phép nhân. Cộng với hai lần nhân với căn bậc 2 của 2 trừ căn bậc 2 của 3 nhân với 2 cộng căn bậc 2 của 3. Tiếp tục cộng với bình phương của biểu thức thứ hai thì mất căn, cộng với 2 cộng với căn bậc 2 của 3. Trong biểu thức này thì các em thấy 2 cộng 2 bằng 4 trừ căn bậc 2 của 3 cộng với căn bậc 2 của 3 bằng 0. Biểu thức dưới dấu căn là hai biểu thức liên hợp có dạng hằng đẳng thức, đáng nhớ. Do đó nó bằng 4 trừ cho căn bậc 2 của 3 bình phương là 3. Vậy biểu thức dưới dấu căn này bằng 4 trừ 3 bằng 1. Bằng tiếp, bằng 4 cộng với 2 nhân căn bậc 2 của 4 trừ 3 bằng 1. Vậy thì kết quả này bằng 6. Nhưng mà chúng ta đi rút gọn A cho nên chúng ta đi khai phương. A bình phương bằng 6. Vì A dương cho nên chúng ta lấy căn số học. Vậy A bình phương bằng 6 thì ta suy ra A bằng căn bậc 2 của 6. Đó là kết quả rút gọn cuối cùng. Như vậy thì qua cái bài tập này thì các em thấy là chúng ta biến đổi một biểu thức bằng số. Biểu thức bằng số này chúng ta muốn biến đổi thì chúng ta trục căn thức ở mẫu số. Và các em nhớ là trong quá trình biến đổi, các em biến đổi thật chính xác để chúng ta có một đáp án đúng. Bây giờ thầy hướng dẫn các em dùng máy tính để kiểm tra lại đáp án này. Máy tính đang còn ở chế độ menu 1. Chúng ta sẽ nhập biểu thức A. Đầu tiên là căn bậc 2 của một phân thức. Tử là 3 nhân căn bậc 2 của 3 trừ 4. Mẫu là 2 nhân căn bậc 2 của 3 cộng 1. Nhấn dấu bên phải để di chuyển ra ngoài dấu căn 2 lần. Cộng tiếp. Biểu thức thứ 2. Căn bậc 2 của dạng phân thức. Tử là căn bậc 2 của 3 cộng 4. Mẫu là 5 trừ 2 nhân căn bậc 2 của 3. Như vậy chính xác rồi, các em nhấn vô bằng là bằng 2,449. Các em lưu vào biển A. Các em lưu vào biển A làm gì? Bởi vì chúng ta không biết giá trị này nó có bằng căn bậc 2 của 6 không. Cho nên chúng ta phải thực hiện một phép tính tiếp theo là chúng ta gọi A lên và chúng ta trừ cho căn bậc 2 của 6. Kết quả bằng 0, có nghĩa là cái biểu thức chúng ta vừa rồi biến đổi là A bằng căn bậc 2 của 6. Vậy căn bậc 2 của 6 là giá trị đúng của phép tính của chúng ta. Như vậy thì khóa bài học này các em lưu ý để giải các cái bài tập dạng như biểu thức rút gọn A hơi phức tạp thì chúng ta có hai kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất là chúng ta đi trục căn thức ở mẫu số để biến đổi. Và kỹ năng thứ hai mà các em cần phải lưu ý đó là chúng ta nhận xét biểu thức A dương để chúng ta đi bình phương hai vế, sau đó chúng ta thực hiện phép khai căn lại để lấy giá trị của A. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức GSP.
Thì cảm ơn các em đã theo dõi bài này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.